1060 bản 3G này các bạn. Nhìn đẹp không? Rất đẹp nhé. Nhưng đẹp mà không có một cái giá trị gì cả. Một cái card có đẹp đến mấy nó cũng không có giá trị gì khi nó không sử dụng được các bạn nhé. Đây có cả cái phép này các bạn. Có cả phép này. Đây 1060 3G này. Được. Make in Kodak cá này. Không có tem của các đơn vị phân phối Việt Nam. Hàng hàn xẻng này. Ở đây nó bị cháy này các bạn. Không biết là có khắc phục được không. Đây các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, cháy này. Chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Có rất nhiều cái bệnh cháy nổ mà chúng ta có thể sửa được. Nhưng có rất nhiều bệnh cháy nổ chúng ta sẽ không bao giờ sửa được. Ví dụ như con này, các bạn nhìn này. Cái mình gặp khá nhiều với những cái dòng main, cái dòng cạc màn hình cao cấp ấy, mà nó có những cái phét đùng để chắn này này. Thì nó thường có cái hệ thống mút. Đây là hệ thống mút này. Dùng để làm mát cho cái hệ thống phét, để cho nó chạy ổn định hơn. Nhưng cái ngặt ở cái lỗi chính là cái môi trường khí hậu ở miền Bắc nó hơi khắc nghiệt, là độ ẩm nó hơi cao. Và đôi khi các bạn quá lâu các bạn không chạy, dẫn đến tình trạng là ẩm mốc nó tích ở dưới này này. Bụi ẩm mốc nó tích như này, sau đó nó sẽ làm cháy các phét như này. Và cháy một lần thì cái tỷ lệ băng hà GPU đã là khoảng 50-50. Nhưng sau khi cháy vẫn còn cấm điện thêm vài lần nữa thì cái tỷ lệ ngủm của tỏi là cực kỳ cao. Đây sau khi Tùng vứt phét các bạn nhé, thì những cái phét trên này, nếu bạn nào làm kỹ thuật thì biết, đây là phét trên thì không còn chập này. Đây, phét trên không chập về không này. Nhưng phét dưới, toàn bộ phét dưới đã chập hết về không này. Tất nhiên cái này tỷ lệ chết IC, đặc biệt là các IC pha như này. Đây là IC pha này, nhỏ nhỏ này, là cực kỳ lớn. Nhưng khi đã xông thẳng nguồn điện áp 12V từ cái rắc nguồn vào để đâm thẳng vào GPU thì cái tỷ lệ sống sót của GPU cũng cực kỳ là thấp. Mình đo cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Chập hết rồi không nhá. Đây là các bạn nhìn quan sát nhé. Đây các bạn quan sát này. Cái này thì mình đã thử dùng máy đốt mạch rồi thì nó sẽ bị nóng ở cái phần GPU và chúng ta sẽ phải trả lại khách hàng. Rất tiếc cho một chiếc GTX 1060 bản 3G đã không thể tái hòa nhập với cộng đồng. Vì vậy các bạn đừng nghĩ là khi mua đồ về cấm vào trong máy và không sử dụng là không bao giờ chết. Cái kiểu đó rất hay bị chết do chạm chập cháy nổ. Vì các bạn không dùng, tương đương với điều kiện là máy các bạn không được sấy và cái độ ẩm nó cao thì rất hay bị tình trạng cháy nổ. Vì vậy mua đồ điện tử về không có việc gì làm, đôi khi bật lên cho nó ấm phòng thì nó còn có cái cơ hội sống sót các bạn nhé. Đó là kinh nghiệm cá nhân, và kinh nghiệm cá nhân đôi khi nó sẽ có sai sót. Vì vậy nếu các bạn có những kinh nghiệm cá nhân khác vui lòng chia sẻ.